Trong những ngày gần đây, quân đội Ukraine đã tuyên bố tái chiếm hai làng Pleshchivka và Andreevka ở tỉnh Donetsk. Đây là bước tiến đầu tiên trong nỗ lực của họ để lấy lại quyền kiểm soát thành phố Bakhmut, một trong những thành phố quan trọng mà họ đã mất cho Nga vào tháng 5 năm trước. Cuộc đánh này được coi là trận đánh dẫn đến nhiều tổn thất nhất và kéo dài nhất kể từ khi xung đột bùng phát. Ước tính có hàng nghìn binh sĩ từ cả hai bên đã hy sinh trong 10 tháng của cuộc xung đột tại Bakhmut, dẫn đến việc thành phố này thường được gọi là cối xay thịt. Theo Vladislav Ogoni, một chuyên gia về chiến dịch quân sự, Ukraine đã triệu tập tư lệnh lục quân Oleksandr Siersky, một trong những tướng xuất sắc nhất của họ, cùng với một lực lượng lớn bao gồm lữ đoàn xung kích độc lập số 3 và lữ đoàn xung kích đường không số 80 để hỗ trợ chiến dịch giành lại Bakhmut. Không chỉ muốn kiểm soát Bakhmut để cản trở sự tiến xa của lực lượng Nga, Ukraine còn coi việc này là một phần quan trọng của chiến lược của họ trong khu vực. Tuy nhiên, theo Vladislav Ogoni, việc lấy lại Bakhmut cũng mang tính chất tượng trưng và danh dự. Thành phố này trở thành biểu tượng cho sự kháng cự của Ukraine trước sự xâm lược của Nga và sự kiên trì của họ trong cuộc xung đột. Thời điểm này, việc duy trì kiểm soát Bakhmut trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã khẳng định vào tháng 3 rằng thành phố Bakhmut không đóng vai trò quan trọng trong chiến lược của Ukraine và việc mất nó không ảnh hưởng đến sự thế chủ động của Ukraine trong cuộc chiến. Tuy nhiên, việc Tổng thống Zelensky không tuân thủ lời khuyên của Mỹ được xem là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng tiến triển chậm chạp của chiến dịch phản công của Ukraine. Chiến dịch phản công này đã bắt đầu từ tháng 6, nhưng tốc độ tiến hành chậm hơn so với kỳ vọng. Trong hơn 3 tháng của cuộc chiến đấu ác liệt, quân đội Ukraine chỉ tiến được khoảng 15 km trên 30 tác chiến chính. Trong mặt trận Zaporizhzhia, Ukraine mới chỉ đột phá phòng tuyến đầu tiên của Nga tại làng chiến lược Rabotino vào cuối tháng 8 và gặp khó khăn trong việc tiến sâu hơn. Theo đánh giá của tờ Economist, nỗ lực tái chiếm Bakhmut của Ukraine đang ảnh hưởng lớn đến chiến dịch phản công tại miền Nam, vì các lữ đoàn chiến đấu giàu kinh nghiệm của Kiev đã được chuyển sang Bakhmut, mặt trận mà quân đội Ukraine mới chỉ đạt được tiến triển khiêm tốn. Medusa, một hãng truyền thông độc lập có trụ sở tại Litva và chuyên đưa tin về Nga, cũng cho rằng việc chiếm Pleshchivka và Andreevka chưa phải là bước tiến lớn, vì quân đội Nga đã lùi về phía sau tuyến đường sắt Bakhmut-Olivka và thiết lập phòng tuyến mới. Thậm chí khi tái kiểm soát Bakhmut, Ukraine cũng không lợi ích chiến lược lớn, vì việc mất thành phố này không ảnh hưởng đến mạng lưới hậu cần của Nga. Medusa cho rằng khu vực mà Ukraine cần tập trung nguồn lực là mặt trận phía Nam, nơi họ đã chọc thủng phòng tuyến đầu tiên của Nga. Tuy nhiên, theo chuyên gia Augurny, Ukraine chưa rút được kinh nghiệm từ giai đoạn chiến đấu trước đó để tận dụng thế mạnh của họ.